shop đồ đèn xe máy Son Anh. Xin chào các bạn nha. Phía trước của các bạn đang xem đây là chiếc xe Winner V1. Nói chiếc xe Winner V1 này độ combo nhẹ các bạn. Đây là sử dụng billet Kenzo S600 ha. Đó, billet này tầm trung thôi các bạn nha, dễ tiếp cận cho anh em chơi. Thì chiếc xe Winner V1 này có độ thêm cục sạc HCE bản lớn đó các bạn, bản 2023 các bạn nha. Đó, combo này rất là chất luôn ha. Ở phía dưới anh chơi một cây đèn trời sáng nữa. Đó, hóc kèn luôn. Thì chiếc xe bên trái của các bạn đang xem đây là chiếc Exciter. Chiếc Exciter này 150, nó đời 2018 đó các bạn, 28 29 á. Nó độ một cái quả bi led trùm phân khúc. Đây là quả bi led Kenzo S900 các bạn ơi. Đây là trùm phân khúc của Kenzo luôn các bạn nha, trùm về ánh sáng luôn á. Hiện tại là đây là quả bi cao cấp nhất của Kenzo luôn ha, S900 các bạn. Đó, mình đưa giùm anh luôn. Đó các bạn đang thấy quả bi nè. Đó. Kenzo S900 ha các bạn ha. Rất là khủng luôn, với cấu hình COD 70W, pha 80W, có laser các bạn nha. Quả bi này là quả bi laser luôn các bạn. Rất là khủng luôn các bạn. Về cái ánh sáng thì rất là tuyệt vời ha. Thì quả bi led Kenzo S600 thì mình đã test rất là nhiều xe các bạn nha, lên rất là nhiều xe rồi. S900 thì cái giá tiền của quả bi này nó rất là cay luôn các bạn ơi. Khi bạn lên ha, quả bi này nói chung là khoảng 7 triệu các bạn. Đó, giá như thế này thì rất là ít anh em, dễ khó để anh em tiếp cận lắm. Nhưng mà quả bi Kenzo S600 thì mình đã lên rất là nhiều xe rồi các bạn. Tại vì quả bi nó rất là rẻ, trung bình thôi các bạn. Đó, thì chiếc xe Winner V1 này trang bị Kenzo S600 ha. Và ánh sáng COD cho ra thật 100%, pha 100%, không cản ánh sáng. Về cái ánh sáng COD nha các bạn. Nó ok ha. Anh khách hàng này chơi là vòng nguyên thần màu trắng, mắt quỷ là màu xanh dương. Một tí xíu nữa mình sẽ có thời gian để quay cái ánh sáng thử đèn ban đêm cho các bạn xem luôn. Các bạn nhớ xem hết cuối video nha, mình sẽ thử đèn cho các bạn xem ha. Đó, rất là khủng, rất là ngầu luôn các bạn ơi. Nhìn từ xa này, bắt xin lên nhẹ anh luôn. Đó, ok ha, các bạn lên quả bi này thì các bạn không cần phải lên trời sáng nữa. Tại vì anh trai này thích thêm một cái trời sáng để dành đi xa nữa thôi. Thật ra thì quả bi này nó trang bị là chip led off ram luôn, COD 55, pha 65W luôn. Nó có trợ pha luôn các bạn nha. Mình quay sơ trong nhà các bạn xem nè. Bắt xin anh luôn. Mở bắt xin nè, bắt xin nè. Đó, ok ha, mở COD em. Đó, COD đây rồi, rồi pha. Tí xíu mình sẽ thử cái đèn cho các bạn xem là thực tế ban đêm như thế nào. Đó, xe này mình đã chuyển điện bình thì khi các bạn tắt khóa nè, tắt khóa khi các bạn mở khóa mà này là bát xin nó lên đèn pha luôn các bạn nha, nó có báo đèn pha luôn nha. Đó, đèn pha luôn, báo luôn ha. Rồi mời các bạn xem hết video mình thử ánh đèn nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Shop xin chào các bạn, đây là ánh sáng COD của billet Kenzo S600 up cho chiếc xe Winner V1 các bạn nha. Đó, của anh trai ở Cần Giuộc, Long An lên shop mình ủng hộ nha các bạn. Đó, các bạn đang thấy ở điểm COD nha. Đó, sáng rất là đậm tâm luôn các bạn nha, rất là mịn luôn. Đó, pha giùm anh luôn em ơi. Ra con. Pha nè các bạn, đó, ok ha. Rất là khủng luôn các bạn ơi. Đó, chế độ pha rất là khủng luôn nha. Đồng hồ các bạn, đó. Ok, tắt pha đi. Rồi, tắt đèn luôn. Rồi bác xin nhanh lên luôn. Đó, bác xin ban ngày nè các bạn, bác xin ban ngày nè. Quá khủng luôn các bạn ơi. Rồi, ok, mở COD. Đó, COD nè. Ok, quá đã luôn các bạn. Đó, các bạn nhìn những dòng xe phổ thông đi qua đi lại nha. Đó, các bạn nhìn những dòng xe phổ thông nè. Đó, thấy không? Rất là tối luôn các bạn. Và nhìn cái ánh đèn của mình nè các bạn. Đó, ok, pha mà anh luôn. Đi ra con. Pha nè các bạn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian xem hết video nha. Bạn nào có nhu cầu làm xin liên hệ shop mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Nhiếm. Địa chỉ và số điện thoại mình có để trên màn hình, các bạn nhớ liên hệ nha. Địa chỉ là 235C đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Số điện thoại mình là 0346669686. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian xem hết video của mình nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ.